Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay là thứ bảy, mình được nghỉ ở nhà nên mình sẽ làm video review chia sẻ với mọi người chiếc Motorola K1 này. Thì chiếc này như mọi người đã thấy trên màn hình đó là chiếc hộp của nó. Thì nó có màu vàng nha mọi người. Nhìn cũng rất là đẹp. Ngoài Nokia thì mình cũng rất thích Motorola và Sony Ericsson. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay sơ phía ngoài chiếc hộp cho mọi người cùng xem. Đây, nó thiết kế chiếc hộp rất là đẹp luôn nha mọi người. Cái dòng Motorola này thì mình thích chiếc này màu vàng và mấy chiếc Motorola V8 màu vàng luôn, bản Go và Motorola V9. Mấy cái bản gỗ nó thiết kế rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây đây, số email lên trên chiếc hộp của nó. Motorola là Submit Go nè. K1. Đây. Đây, ngoại hình của nó giống như trên chiếc hộp như mình bật nắp. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở ra phía bên trong. Đó. Của nó phải đẩy hai bên mà. Đó, chiếc hộp của nó. Đó. Đây đây là em nó, tí nữa mình sẽ quay chi tiết sau. Đấy. Nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người. Còn phía bên này là phụ kiện, để mình mở ra xem. Đây, cục sạc của nó. Nó còn nguyên cái bao ni lông luôn. Sạc nó là ba chấu. À, giờ mình ở Canada nên mình phải dùng cái đầu này nè. Xài hai chấu dẹp nha mọi người. Canada với Mỹ cái đầu chui nó giống nhau. Dẹp. Đây, tiếp theo là cục pin của nó. PC 50. Tay bao da. Tay da màu đen. Đây, hết rồi, chỉ còn một lần. Đây, cuốn sách giới thiệu của nó. Ngoài cái màu vàng nó có màu xanh dương nè nha mọi người, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Rất hướng dẫn. Đây, màu xanh dương của nó. Xong. Và bây giờ đến phần quay về em nó cho mọi người cùng xem. Đây đây là em nó. Này thì cũng máy xài rồi. Nó cũng có hơi chạy xước xíu nha mọi người. Đây phần mặt kính.
cũng có chạy nhưng mà nhìn xa nó rất là đẹp luôn á, ngay phía bên hông nữa. Lúc âm lượng đây mặt sau đó, bàn phím nó Sài Gòn nên nó cũng hơi chọc tí xíu. Màn hình xong giờ mình sẽ mở nắp ra và lắp pin vào. Đây đây số email của nó. Tám ba năm đuôi, 835 trùng với email trên chiếc hộp luôn. Giờ mình sẽ lắp sim vào và sau đó lắp pin vào để mở máy lên cho mọi người cùng xem. Đây cây sim của nó xong pin xong đậy nắp lại xong giờ mở nguồn lên. Logo Hello Moto của Motorola, logo quen thuộc của anh em là chơi Motorola biết. Đây đây là giao diện phía bên ngoài của nó nè mọi người. Giờ mình thử camera. Xong vào thử menu của nó. Nói chung máy này cũng không có tính năng gì nhiều. Thêm camera, quay phim, hình, âm thanh. Bật thử bài nghe thử. Nghe cũng hay lắm nha mọi người, âm thanh nó nghe cũng hay. Đây có game, có 3 game.
Để mình mở chuông của nó lên nghe thử. Chuồng nó lớn lắm mọi người. Đây, để lên tờ giấy cho nó lung nè. Xong. Chuông nó nghe rất lớn luôn. Gung nó cũng phê lắm. Giờ mình thử kiểm tra bàn phím rồi coi nó có hoạt động tốt không. Cho mình ra. Đây số IMEI của nó 835. Pin yếu rồi. Nhìn chung máy này thiết kế ngoại hình nó rất là đẹp, màu gold này, màu vàng này nhìn rất là sang. Nó thiết kế hơi dài tí xíu. Anh em nào mê Motorola thì cũng nên sưu tầm em này. Ok, thì video của mình đến đây xin kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một lượt đăng ký. Cảm ơn mọi người.